chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Lato AZ. Và hôm nay chúng ta có mặt ở đây với số hỏi đáp thứ 30. Các bạn có câu hỏi gì hoặc tổng thể comment bên dưới phần bình luận để chúng mình có thể tổng hợp và giải đáp cho anh em một cách dễ dàng và chi tiết nhất. Ok không? Và cũng khá là nhanh nhỉ. Bây giờ chúng ta đã đến số hỏi đáp thứ 30 rồi. Và thôi, bắt đầu câu hỏi đầu tiên của bạn Đạt Trần. Với i7-9750H-1650 giờ còn khỏe và dùng ổn hay không ạ? Nếu mà để chơi game thì tôi nghĩ là vẫn sẽ là khá là vô tư. Còn nếu với tác vụ đồ họa hay là lập trình thì mình thấy sao? Thì tôi thấy nó cũng rất là ổn rồi đấy. Bởi vì là cái việc là chip i7 đời 9 thì nó cũng mạnh, nó cũng xem với cả i7 đời 10 thôi. Hai cái đời này nó cũng không có khác nhau quá là nhiều. Nên mình nghĩ rằng là trong cái khoảng thời gian hiện tại thì nó vẫn dùng ổn trong cái khoảng bây giờ. Ok. Còn tiếp theo câu hỏi 2 của bạn Thanh Bình Pha. Acer Nitro 5 Ryzen 5 4600H-1650 thì chơi PUBG max setting được khoảng bao nhiêu FPS ạ? À, mình đã từng chơi qua rồi và đời đó mình để cả medium lẫn high thì nó rơi vào khoảng từ trên 60, khoảng từ 60 cho đến 90 FPS ở mức high setting thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng vô tư một cách rất là dễ dàng với PUBG max setting, kể cả là PC lẫn là PUBG Mobile giả lập đúng không? Ok, cảm ơn Duy. Đến với câu hỏi thứ 3 của bạn Anh Đức Lê. Laptop lập trình cho sinh viên năm nhất và làm ổn trong vòng 4 năm tiếp theo ý ạ, nâng cấp được và tầm nâng cấp được nha, tầm 18 cho đến 24 triệu chơi được LOL được nha anh. Đấy, cái đấy mới là quan trọng nhất. Quan trọng là chơi được LOL đấy. Với tầm giá là từ khoảng 18 đến 24 triệu thì chúng ta đã có thể một tầm giá mà dễ dàng lấy được Legion 5 rồi. Một con quốc laptop ở trong cái tầm giá này, chuyên dùng để chơi game và cũng như là để học lập trình luôn. Bởi vì con máy này có một cái bàn phím nó rất là tốt và phù hợp với những anh em học lập trình. Ngoài ra nếu như mà chúng ta chuyên tâm học ít chơi thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn là ThinkPad T490, cũng là một con máy rất là quen mặt rồi, rất là bền bỉ ở trong cái tầm giá này để học tôi cũng tin hoặc là lập trình. Câu tiếp theo của bạn Huy Đăng. Em học IT và chơi CSGO tầm 35 cho đến 40 triệu thì nên chọn máy nào? Thì đúng là đúng thời điểm này luôn. Đúng thời điểm. Có ở laptop AZ của chúng ta có một mẫu rất là tuyệt vời để cho cái việc chơi CSGO này. Đó là HP Omen. HP Omen màn hình 300 hertz. Khét chưa anh em? Khét là khét lên này. 35-40 triệu khắm vào màn hình 300 hertz dùng nó mới bỏ tiền chứ đúng không? Với cái việc là màn hình 300 hertz này thì sẽ tối ưu tốt hơn cho cái việc anh em chơi CSGO là một tựa game FPS mà yêu cầu cái tần số quét của màn hình cao. Mặc dù là 300 hertz cũng không phải là nhiều người cảm nhận được lúc chơi game đâu, nhưng mà tôi có cảm nhận được 144 với cả 300 lúc mà rớt lít rớt chuột vẫn có thấy khác. Có khác nhá, chứ không phải là không có khác đâu. Còn tiếp theo câu hỏi thứ 5 của bạn Khánh Nam. À, anh làm bài đánh giá về chiếc MSI Bravo 17 đi thì thực ra nói bọn mình đã có từng tiếp xúc với chiếc MSI Bravo 17 nhưng bọn mình đã không quyết định làm với chiếc máy đó, tại vì đơn giản là chiếc máy đó chỉ giống như phiên bản MSI Bravo 15 nhưng được phóng to lên màn chiếc to MSI 17 và phần bên trong nó cũng không có khác biệt gì nhiều cả, chỉ có cái quạt gió họ mới ra một chút hết, còn quạt gió thậm chí nó không to lên được. Đấy, chúng ta còn dùng cả GPU là RX5500 nữa thì nó khác với cả 5300 ở bên trên con Bravo 15 thôi. Nhưng mà nói chung là cái mức hiệu năng nó cũng sẽ khá là ấn tượng. Nói chung là cũng không có gì để nói quá nhiều về chiếc máy đó cả. Nên bạn hoàn toàn có thể xem bài đánh giá về MSI Bravo 15 ở trên kênh của Laptop AZ và suy ra là cái con 17 nó cũng chỉ là to hơn thôi. Đấy là cái 5 bóng mạnh đấy, nhưng mà nó cũng sẽ gần bằng với cả 5.6. Hiệu năng nó sẽ tốt. Phải công nhận là chiếc MSI Bravo 17 sẽ có hiệu năng tốt. Câu hỏi 16 của bạn D Duy. À, anh ơi nên chọn là chiếc A15 AMD 5 4600H hay i5 10300H để công nghệ thông tin. Thì đương nhiên rồi, bây giờ thì AMD ngon hơn, rẻ hơn, chẳng có lý do gì mua Intel cả. Với học công nghệ thông tin, đến với những app học công nghệ thông tin đi, thì công nghệ thông tin nó có nhiều ngành, nhưng mà có thể khái tóm gọn là công nghệ thông tin thì có thể sử dụng AMD được không? Thực ra câu hỏi này thì mình cũng đã trả lời nhiều ở trong các video khác rồi. Khi mà các anh em đang phân vân giữa việc là chọn AMD hay Intel thì mình cũng đã nói với anh em rằng là Intel hay AMD trong cái thời điểm này nó không quan trọng nữa, bởi vì là AMD đang có một cái lượng người dùng nó rất là lớn và các nhà sản xuất phần mềm cho các ngành học công nghệ thông tin thì đang support cho cái con chip AMD này một cách rất là tốt rồi, và các phần mềm của chúng ta đang ngày càng được hoàn thiện và có một cái sự ổn định không kém gì so với cả chip Intel. Nên anh em hoàn toàn có thể lựa chọn chip AMD rẻ hơn, mát hơn, lại còn có hiệu năng cao hơn nữa, độ ổn định thì cũng xem. Vậy thì sao chúng ta lại phải chọn chip Intel? Đúng, hợp lý. Còn tiếp theo còn thứ 7 của bạn Cát Nguồn. Một người game của chúng ta Acer Nitro 5 2010 i5 10300H 1660 Ti 2 bản
i5 9300H RTX 2060 DS. Công việc chính là editor đồ họa, line đủ để đủ các thể loại game. Đủ các thể loại game. Thế thì thực ra là con GTX 1660 Ti với cả RTX 2060 thì hiệu năng nó không chênh lệch nhau quá nhiều, chỉ là bạn có dùng ray tracing hay không thôi. Và nếu như mà công việc của bạn mà nếu không cần phải sử dụng ray tracing thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn combo là i5 đời 10 và GTX 1660 Ti thay cho cái phiên bản kia. Thậm chí là bản 2020 thì cái tản nhiệt họ đã được cải thiện một cách là họ tách rời ra hai bên thay vì họ làm tản cụm. Thế nên là cái việc tản cụm với CPU nó nóng, trong khi tản đấy thì nhiệt độ sẽ được đều. Tản nhiệt đôi nó sẽ được đều hơn. Thế nên là chọn Acer Nitro 5 2020 thôi, không cần tăng gì suy nghĩ nữa. Ok đúng không? Tiếp theo đến với câu hỏi thứ 8 của bạn Quốc Khánh. Anh ơi, em đang học đại học và cần máy tầm 20 triệu, làm nhiều về đồ họa, thiết kế và em thường chơi một số game FPS. Em đang nghĩ là TUF A15 ạ, mong anh tư vấn, em cảm ơn. Đồ họa thiết kế. Đồ họa thiết kế có thể là làm thì có cần cái độ phổ màu cao không hả Duy? Có, thường thì làm đồ họa được cái design thì cái màu sắc rất là quan trọng, thay vì chỉ có thiết kế mỗi hình thôi, chúng ta phải làm cả về màu sắc nữa. Thì với A15 thì nó sẽ đổi cho bạn ở mức học. Còn nếu mà đến mức nâng cao hơn thì chúng ta sẽ tham khảo những mẫu Ultrabook có cái màu cao hơn và có một phổ màu cao hơn, như là Zenbook của Asus, những dòng sản phẩm Zenbook của Asus, hay là dòng sản phẩm IdeaPad 7 của Lenovo, hay là những dòng sản phẩm nữa là Acer Swift 7, thì có thể những mẫu máy đó nó sẽ hợp lý hơn. Còn với chơi game ấy và làm thiết kế ở mức cơ bản, bắt đầu làm quen dần những phần mềm thì chúng ta có thể chọn A15 một cách rất là vô tư, vẫn có thể chọn được. Và trong tầm 20 triệu chúng ta có cả IdeaPad Gaming 3, chúng ta có Acer Nitro 5, có nhiều lựa chọn tương đương với cả A15. Đấy. À không, nhưng mà Acer Nitro 5 của chúng ta lại chỉ có màn là 60Hz. À, chỉ có màn 60Hz thôi. Nó sẽ TUF A15 và IdeaPad Gaming 3 hàng năm mới có màn 120Hz thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho bạn khi mà chơi các game FPS. Đúng, hợp lý. Còn tiếp theo câu hỏi thứ 9 của bạn Trần Hà. Em đang phân vân là giữa Dell E7490 Latitude và Lenovo IdeaPad 5 như anh nói. Con máy nào ngon hơn và con máy nào hạn chế hơn? Ngon và hạn chế ở điểm nào ạ? Mong anh trả lời giúp em. Mình có thể trả lời luôn cho bạn là với con 7490, Dell Latitude 7490 ấy, thì chúng ta sẽ có bàn phím này, độ hoàn thiện và cảm giác sờ nắm nó chắc chắn và bền bỉ hơn với con IdeaPad 5. Ngoài ra thì con IdeaPad 5 chúng ta sẽ đắt hơn một chút, là tầm khoảng 16 hay là 16,5 gì đó đắt hơn, nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có máy mới 100%. Và tất nhiên là chip của chúng ta cũng sẽ mới hơn, đem lại hiệu năng mà mình nghĩ là nó sẽ cao hơn so với cả Dell 7490. Ngoài ra thì có một câu chuyện nữa là về câu chuyện thiết kế. Vậy thì Minh sẽ chọn 7490 hay là IdeaPad 5 về câu chuyện thiết kế? Thực ra mình thì mình sẽ, nếu như mà chọn về thiết kế, mình sẽ thích IdeaPad 5 hơn. Nó hiện đại hơn, nó mới mẻ hơn. 7490 thì nhìn nó khá là nghiêm túc. Thì đấy là câu trả lời của mình cho khỏi bạn Trần Hà. Còn tiếp theo của bạn Nhân Nguyễn. Anh ơi cho em hỏi là học ngành công nghệ kỹ thuật sửa chữa ô tô thì nên chọn laptop gì tầm 35 triệu? Công nghệ kỹ thuật sửa chữa ô tô thì có với cái phần mềm làm kỹ thuật ấy thì có thể là lựa chọn máy chạm cũng rất là tốt. Trong tầm này thì Minh thấy có những máy chạm nào là tiêu biểu? Nếu như mà trong tầm này thì nếu mà chọn máy chạm thì nó cũng khá là thừa rồi, 35 triệu thôi mà, con số rất là lớn. Mà để học thôi nhá. Khá là nếu như mà học thì dư lắm, dư nhiều luôn ấy. Thì tầm giá này chúng ta còn có cả Dell 7530 hoặc là Dell 7540. Ngoài ra thì còn có một mẫu máy nữa mình nghĩ là cũng nên recommend cho các bạn là chiếc HP ZBook 15G5 hoặc là 15G4, cũng là một trong những cái mẫu máy chạm mà có thiết kế đẹp, nhìn sang chảnh và đáng cái số tiền các bạn bỏ ra là khoảng 35 triệu và nhìn khá là thanh lịch. Ngoài ra thì nếu bạn có nhu cầu chơi game thì chúng ta có thể tham khảo những mẫu là Helios 300 hay là HP Omen, hoặc là những mẫu máy nó nhỏ gọn hơn một chút nữa như là Zephyrus M15 thì chúng ta vẫn có thể đáp ứng được những cái phần mềm này nhá ở mức học đại học. Còn nếu mà chúng ta làm việc sẽ phải nên lựa chọn máy chạm thì sẽ tốt hơn. Đấy là câu trả lời của mình cho hỏi bạn Nhân Nguyễn. Câu hỏi tiếp theo đi, câu hỏi thứ 11 của bạn Tuấn Phạm. Cho em hỏi là nhu cầu của em là học tập với chơi game thì giữa Asus ROG G512 i7 đời 10 GTX 1650 Ti với TUF F15 i7 đời 10 GTX 1660 Ti thì nên chọn con nào? Em cảm ơn anh nhiều. Trong cùng tầm tiền thì có hai con này đúng là một cái sự lựa chọn ổn đấy. Tuy nhiên thì F15 chúng ta sẽ thấy rằng là cái cấu hình, bạn thấy rằng là cấu hình nó vượt trội hơn hẳn đúng không? Là đây là một cái cấu hình ăn sổi, mạnh hơn nhiều so với cả G512. Tuy nhiên thì G512 nó sẽ lại ăn tiền ở cái việc là độ hoàn thiện cao hơn này, khả năng tản nhiệt của nó cũng mạnh mẽ và mát mẻ hơn. Khi mà sử dụng trong thời gian dài sẽ đem lại cho mình cái sự mà cảm thấy nó ổn định và nó an tâm hơn so với việc là sử dụng một chiếc máy mà nóng hơn. Ở đây thì nếu như mà học tập lâu dài thì mình nghĩ rằng là mình sẽ chọn G512. Còn nếu như mà bạn chơi các cái tựa game mà nó yêu cầu một sức mạnh lớn ấy thì chúng ta có thể chọn TUF M15. Đấy.
với cả nhu cầu của bạn mà bạn bảo học tập thì nói chung học tập giờ cũng có nhiều loại lắm, như kiểu học tập Auto Valorant này hay là Solid LOL, có rất là nhiều những cái phần mềm học tập khác nhau để bạn có thể đề cập cho những cái phần mềm học tập các bạn có thể sử dụng nhé. Không, nhưng mà mình nghĩ rằng là học tập thì con G512 là nó có thể cân hết các thể loại học tập. Đúng rồi, cũng có thể là nó cân hết được rồi. Đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn Tuấn Phạm. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nothing forever. Không có gì là mãi mãi. Không có gì là mãi mãi. Vậy thì áp ở giữa ICD Châu 5 và Top A15 thì nên chọn máy nào cùng một cấu hình vậy? Em có nói là A15 tản nhiệt không tốt nhưng mà hiệu năng vẫn ổn hơn ICD Châu 5. Tản nhiệt tốt nhưng đôi khi drop FPS đúng không ạ? Mong được lên sóng. Vậy thì ở trên channel Laptop AZ đã có một video so sánh chi tiết về hai mẫu máy này rồi. Thì bạn có thể tham khảo về cái mặt hiệu năng của hai chiếc máy đó. Vậy thì như bạn đã nói thì mình cũng sẽ rất là đồng tình, tại vì là Nitro 5 nó bị bóp TDP đi, thế nên là đôi khi nó bị drop hơn. Nó bị drop là đúng, tại vì là ăn ít điện đi như là mình nói. Ngoài ra thì cái việc mà chúng ta chơi game nặng ấy thì chúng ta sẽ lo, còn nếu mà chơi game nhẹ nhàng giải trí thì vẫn có thể chọn Nitro 5 để cho nó an tâm về cái mặt nhiệt độ hơn, đúng không? Đúng rồi đấy. Mặc dù là A15 theo mình tôi thấy ấy, là mức nhiệt độ nó vẫn là mức chấp nhận được, chứ nó không phải đến mức nóng mà có thể dễ gây hỏng máy trong quá trình sử dụng lâu dài. Đấy, thì đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi bạn không có gì là mãi mãi, nothing forever. Câu tiếp theo của bạn Thắng Nguyễn, ARG giữa HPOMAN 15 và Helios 300 nhu cầu làm Adobe chơi game thì nên chọn máy nào? Wow, đoạn này có rất nhiều câu hỏi về những cái mẫu máy tầm phân khúc 30 triệu trở lên. Toàn các rich kid hỏi trên kênh của mình thôi. Chết. Hai cái máy này thì mình thấy rằng là hai máy này thì đều là những con máy mà kiểu tầm trung cận cao cấp rồi, và nó có một cái hiệu năng nó rất là cao rồi ấy. Thực ra là nó cũng sẽ rất là khó khi mà để mình phân biệt được hiệu năng giữa hai con máy này. Nó thừa để mà nhu cầu để làm Adobe hoặc là chơi game của bạn rồi. Tuy nhiên thì nếu như là mình thì mình sẽ chọn Helios 300. Bởi vì là cái cảm giác là cái máy này phù hợp với mình hơn và nó mạnh mẽ, nó tản nhiệt tốt. Thế còn Duy thì Duy chọn nó nào? Với Helios 300 thì hiệu năng nó cục xúc hơn thật. Nhưng mà HPOMAN đang có sự hậu thuẫn khá lớn từ dòng AMD 4000 series của dòng AMD ấy. Thế nên là theo tôi thấy làm Adobe thì cả hai cái máy đều tương đương như nhau, nhưng mà vẫn có cảm tình hơn với AMD, tại vì nó mát hơn và giúp cho chiếc HPOMAN nó không phải gồng gánh nó quá sức. Mặc dù là nhiệt độ nó vẫn cao nhưng mà nó vẫn không quá sức để làm khó được chiếc HPOMAN đấy cả. Nhưng mà HPOMAN làm từ hầu hết từ nhựa, thế nên là cái đấy 50-50, bạn thích hiệu năng nó cục xúc này, thích thiết kế cục xúc này, thích một chiếc máy có ngoại hình nó hợp bố một chút thì có thể lấy Helios. Còn mình thì thích cái sự đơn giản, nhẹ nhàng, tình cảm thì mình lấy OMAN, cái đấy tùy chọn của bạn thôi. Vậy thì mình sẽ chọn hai mẫu máy nào giữa hai mẫu máy này? Mình chọn Helios 300 mình nói rồi mà. Thế thì mình lại chọn HPOMAN. Ok. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nikolai Device Pro Player CSGO, cash in hand dưới 30 triệu một lắp nào đọc truyền thông đa phương tiện. Rồi, câu trả lời câu hỏi này quá dễ luôn rồi. G14. Đây là một trong những mẫu máy dưới 30 triệu theo mình đánh giá là recommend nhất cho các bạn học truyền thông đa phương tiện. 14 inch, mỏng nhẹ, nhỏ gọn, có màn hình tốt, có phổ màu màn hình rất là tốt. Ngoài ra thì có hiệu năng cũng cực kỳ khủng khiếp, và nó tiện lợi cho bạn nào có nhu cầu học digital marketing, truyền thông đa phương tiện, mang đi mang lại nhiều, thì đấy là một trong những cái lợi thế rất là lớn. Còn nếu bạn cần một sức mạnh cơ bắp hơn thì có thể lấy chiếc Zephyrus G15 cũng được. Thì mình nghĩ là cũng sẽ rất là phù hợp với các bạn nào có nhu cầu. Nhưng mà G15 này có màn hình nó không được tốt cho lắm nhỉ. Thì cái đấy hơi đáng tiếc, thì có thể chọn OMAN. 30 triệu chúng ta chọn OMAN cũng hợp lý. Và đó là những câu trả lời của mình trong khoảng bản Nikolai Despy. Có một vài mẫu máy như là G14, G15 hoặc là HPOMAN hoặc là G5 cũng được, cũng hợp lý. Đấy là câu trả lời của mình. Rất là nhiều các cái lựa chọn, nhưng mà mình nghĩ là con G14 mỏng nhẹ là nó sẽ là phù hợp nhất với cái việc là học truyền thông đa phương tiện và đi lại nhiều. Ok, đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Việt Thắng Trần. Mấy anh cho em hỏi là hiện nay laptop tầm giá 15-20 triệu thì nên mua laptop gaming nào best hiệu năng so với tầm giá nhất? Best PPP, ok. Ưu điểm là rẻ nhất có thể. Em thấy là con MSI Bravo 15 khá là ổn, không biết là còn mẫu nào khác tốt hơn hay không ạ? Hai nữa là ưu tiên máy tản nhiệt êm một chút, nhiều máy kêu như máy cày ạ. Mấy anh tư vấn giúp em cảm ơn. Thế thực thì ra gaming là quạt nó phải chạy to như máy cày thì nó mới có cái hiệu năng tản nhiệt tốt được. Đúng, như đấy là siêu xe phải có bô, nó phải to, nó phải nảy, đấy người ta mới thích. Thì như câu hỏi của bạn đi, với PVP tốt nhất thì đương nhiên rồi, MSI Bravo 15 là vô địch trong khoản này. Tại vì nó mạnh hơn cả 1650 Ti nữa, mà trong tầm tiền dưới 20 triệu thì không có mẫu máy nào 1650 Ti được. Nhưng mà bạn không muốn chiếc máy có cái tiếng quạt như máy cày thì MSI Bravo 15 lại bị ra khỏi cái list sản phẩm ngày hôm nay. Thế thì với mình, trong tầm dưới 20 triệu đổ xuống, chiếc máy nào tiếng quạt không to, có hiệu năng tốt? Tầm giá 20 triệu à, không to, mình sẽ không có cái máy nào mà không to đâu. Nó chỉ có là có to nhưng mà nó vừa đủ thôi. Thì mình nghĩ rằng là có HP Pavilion Gaming 15. Và cái tầm giá nó cũng là dễ tiếp cận nhất, khi mà chúng ta tầm khoảng 17-18 triệu là chúng ta đã có chip Ryzen 5 này, cho là 1650 rồi.
Ngoài ra thì có một mẫu máy nữa cũng sẽ ít tò mò hơn là chiếc iPad Gaming 3 của Lenovo, nó cũng không thực sự quá là tò mò như người đàn anh của chiếc máy này. Nhưng mà mình lại không thích cái việc là tản nhiệt nó lại thổi thẳng vào lề. Lắm. Nhưng mà thôi, nó cũng không được to mồm thì cũng ok, không vấn đề gì cả. Câu hỏi tiếp theo của bạn Lê Khắc Tùng, tầm 10 đến 20 triệu mua laptop nào để học code, vừa học CS:GO, vừa học GTA 5 các thứ ạ? Học cả CS:GO và GTA 5 à? Thực ra là với câu hỏi này, bình thường thì mình sẽ giới thiệu cho bạn là sử dụng chiếc Lenovo Legion 5, một chiếc quốc laptop của chúng ta. Tuy nhiên thì cái mức giá lại hơn thôi đấy, 20 triệu một tí, nên chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn là trong tầm giá dưới 20 triệu là IdeaPad Gaming 3 phiên bản AMD. Chúng ta sẽ được thừa hưởng từ Lenovo Legion 5, đó chính là bộ bàn phím rất là ngon của chiếc máy này. Và ngoài ra thì cấu hình nó cũng rất là tốt để bạn có thể vừa code này, học về CS:GO và học cả GTA 5 nữa. Ok, đó là câu trả lời bọn mình cho câu hỏi của bạn Lê Khắc Tùng. Mình muốn bổ sung thêm là một vài mẫu máy nữa, như là Acer Nitro 5 bản 144Hz nó sẽ cao tiền hơn một chút, hay là chiếc QF A15 cũng hợp lý luôn. Câu hỏi tiếp theo của bạn Khải Kiệt Trường, anh so sánh G7 7500 Helios 320 Omen 15 2020 được không? Omen lúc gặp mở màn hình nó không kín, bị hở giữa khoảng màn hình và bàn phím. G7 tản nhiệt tốt không ạ? Và Helios 300 có nhược điểm gì không? Em thấy review ít review bản 2020 thế. Helios 300 có hoàn mỹ hay không? Build máy có tốt hơn hay dùng bền không? Kim loại. Thực ra trên channel Lotto Z đã review chiếc Helios 300 phiên bản 2020 rồi, bạn có thể tham khảo trên channel Lotto Z nhé. Vậy thì với G7 Helios 300 Omen thì cái vấn đề Omen chết đi. Omen gặp màn hình không kín không phải. Thực ra đấy thiết kế như vậy để cái bàn phím nó được có một khoảng nhô lên ấy, để cái hành trình phím nó sâu hơn một chút và nó không chạm vào cái phần màn hình khi mà gặp máy xuống. Đấy là một thiết kế hơi bị thông minh và nhiều người không để ý. Đấy không phải là nhược điểm nhá. Đấy không phải nhược điểm. Thêm vào nữa thì có một câu hỏi tiếp theo là Helios 300 hoàn mỹ không? Theo mình tương đối là hoàn mỹ. Nhưng mà cái chất lượng của máy, cái phần khớp nối máy nó khớp vào nhau ấy, nó không được ăn khít 100%. Mặc dù là máy có chất lượng build hoàn thành rất là ok. Nhưng mà mình thấy rằng là trong 3 mẫu máy này thì Helios 300 có cái độ chất lượng hoàn thiện là cao nhất trong 3 máy này luôn ấy. Tôi cũng đồng ý mình, nhưng lại có một nhân vật nữa là chiếc đeo G7 7500. 7500 có full kim loại. Đấy, nó khá nặng nhưng mà nó làm rất là cứng, và đeo ấy thì rất nổi tiếng là một chiếc laptop ngồi đồng cối đá nhưng mà nó cứng. Nhưng mà nó nặng. Đấy. Thì đấy là một trong những 3 mẫu máy này thì mình nghĩ là mình sẽ chọn G7 7500 vì G7 7500 cục dùng bền lâu dài với đúng nhu cầu của bạn cần thì mình nghĩ đó là một chiếc máy hợp lý. Còn nhưng Duy mà... quên mất là trả lời cho bạn rằng là G7 tản nhiệt có tốt hay không. G7 tản nhiệt ở mức chấp nhận được, nó không tốt như Helios, nó không tốt như Omen, nhưng nó ở mức chấp nhận được và có thể sử dụng được mặc dù nhiệt độ hơi cao. Thì bạn phải đánh đổi thôi, Helios nó sẽ không có cái hoàn thiện nó chuẩn xác nhất nhưng nó có nhiệt độ và cái hiệu năng cục xúc nhất. Omen có được cái thiết kế hoàn mỹ, có thể gọi là hoàn mỹ nhất luôn, nhưng mà nó lại không có được cái sự gọi là cao cấp, không có được cái build kim loại. Tầm đeo thì lại có được cả thay từ đó nhưng mà lại không có tản nhiệt tốt. Đấy là điểm trừ. Mỗi cái nó lại mạnh một cái điểm riêng. Chính vì vậy là bạn hãy xác định xem nhu cầu của bạn, bạn thích cái gì nhất thì bạn chọn, tùy thuộc theo cái mức nhu cầu của bạn thì chọn máy theo. Đúng rồi. Câu thứ tiếp theo, câu hỏi tiếp theo của bạn Tài Nguyễn. Con Acer ZenBook Q407EQ của em khi mà bật volume lớn hơn 50% thì hơi rè và có được bảo hành không ạ? Em mới mua bên mình được gần tháng ạ. Có thể là với cá nhân mình thì mình thấy là mình dù không có rè nhưng mà bạn nghe thấy có tiếng rè khi bạn sử dụng luôn ấy thì mình nghĩ là nên có thể là được gửi lại cửa hàng để bọn mình xác định được là có rè không và đấy phải lỗi không để bọn mình có thể là sửa và thay thế cho các bạn nhé. Cái này thì bạn có thể mang qua trung tâm cửa hàng bảo hành ở Lotto Z. Thì mình dùng ấy, chiếc 407Q mình dùng mắc loa nó không bị rè, âm nó thoải mái. Còn nhiều bạn là bị rè thì chắc là do lỗi thật rồi. Đấy, thì đấy là câu trả lời của cho Tài Nguyễn. Hãy mang máy qua shop Lotto Z nhá. Và câu hỏi cuối cùng, câu hỏi của bạn Nhật Anh Lê Nguyễn. Em chào anh, chúc anh sức khỏe, chúc anh kênh nhiều phát triển. Ui, cảm ơn bạn. Mong hai anh tư vấn cho em GL65 Leopard, Lenovo Legion 5, học đồ họa kỹ thuật tốt ạ. Em hành kỹ thuật điện, sử dụng những phần mềm như là MATLAB, CAD. Em cũng có chỉnh sửa ảnh, edit video nhẹ nhàng. Có học một vài tựa game như là PUBG, Call of Duty Warzone. Mong hành tư vấn. Ui giời, quá nhiều, quá một câu hỏi rất là kỹ càng và chặt chẽ luôn. Vậy thì mình có một gợi ý gì cho bạn giữa hai mẫu máy này không? Giữa hai mẫu máy này thì mình thấy rằng là ở trên kênh của Laptop AZ chúng ta đã có một video so sánh chi tiết về việc là chọn Lenovo Legion 5 hay là GL65 rồi. Bạn hoàn toàn có thể tham khảo thêm ở trong video đó. Ngoài ra thì ở đây chúng ta thấy rằng là bạn học ngành kỹ thuật điện thì với các cái công việc của ngành kỹ thuật điện thì mình nghĩ là nên lấy chip Intel hơn, sử dụng nhiều phần mềm đồ họa kỹ thuật ví dụ như kiểu là MATLAB hay CAD thì đúng là ok rồi đấy. Và tiếp theo này, bạn có chỉnh sửa ảnh, edit video nhẹ và có chơi một vài game như là PUBG, COD, Warzone thì mình nghĩ rằng là mình sẽ
thích với việc là sử dụng chiếc Lenovo Legion 5 hơn, bởi vì là khi mà mình chơi game hay là học tập ở trên chiếc máy này thì nó không có cái độ ồn nhiều như là GL65. GL65 này có vấn đề là cái quạt nó khá ổn. Đấy sẽ là một điểm trừ nhỏ nhỏ cho chiếc GL65. Nhưng GL65 là có một điểm rất là chí là chiếc GL65 có hiệu năng performance raw rất là cao. Thế nên là chiếc máy đấy khi mà đẩy hiệu năng rất là ổn định, sử dụng chơi game nó rất là ít bị drop FPS ấy. Nhưng mà tiếng quạt to thì đấy cũng là một điểm trừ. Và đó là không, nhưng mà mình cũng phải đánh đổi thôi. Muốn nó ổn định thì chúng ta bắt buộc sẽ phải là lấy tiếng quạt to. Chính vì vậy là nếu như bạn chịu được tiếng quạt to đấy và muốn hiệu năng ổn định cao thì chúng ta có thể lấy GL65 Leopard. Còn nếu như là bạn thích một chiếc máy mà có thiết kế nó thanh lịch hơn một tí, nó trông giống máy văn phòng hơn này, hài hòa hơn và tiếng quạt nó cũng không ồn khi mà đem ra quán cà phê hay là đem lên lớp học nó không quá bị chú ý, thì bạn hoàn toàn có thể lấy Lenovo Legion 5. Vậy thì giữa hai mẫu máy này mình sẽ chọn mẫu máy nào? Lenovo Legion 5. Tôi chọn GL65 Leopard. Nhưng mà như thế thì bạn không biết là chọn máy nào thì thôi, mình sẽ chọn Legion 5, mình nghiêng về Legion 5 hơn vì cá nhân mình cũng đang sử dụng. Mặc dù GL65 cũng sẽ là một mẫu máy nữa mà mình có thể tham khảo và sử dụng trong một thời gian tiếp theo, gửi đến bạn những bài đánh giá chi tiết. Và nếu anh em nào đang tham khảo những chiếc MSI GL65 hoặc Legion 5 có thể tham khảo tại cửa Laptop Z với mã giảm giá Z300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và đó là những cái câu hỏi của ngày hôm nay. Nếu anh em có những câu hỏi, những băn khoăn thì có thể comment dưới phần bình luận để mà mình dễ dàng tổng hợp và trả lời nhé. Sắp có giveaway rất là lớn cho các bạn rồi. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình là Review và bên cạnh mình đây là Minh. Tạm biệt mọi người trong những video tiếp theo.